vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson 2022 đã được trưng bày tại đại lý, sẵn sàng đón khách hàng đến trực tiếp trải nghiệm. Cùng thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson 2022 đã được trưng bày tại một số đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe trong bài viết có màu xanh dương, thuộc biến thể 1.6 turbo giá 1,02 tỷ đồng. Ngoài ra, Tucson 2022 còn có 3 biến thể khác bao gồm xăng tiêu chuẩn, xăng đặc biệt và dầu đặc biệt, giá bán lần lượt 825 triệu đồng, 925 triệu đồng và 1,03 tỷ đồng. Thiết kế của Hyundai Tucson 2022 phá cách với mặt ca lăng sử dụng họa tiết độc đáo lấy cảm hứng từ Elantra và Sonata. Nhưng không giống hai mẫu sedan kể trên, đèn pha Tucson được tích hợp hài hòa cùng với mặt ca lăng. Đèn pha, đèn định vị ban ngày và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Phía sau cũng khác biệt với dải đèn hậu nối liền thiết kế mới. Logo tích hợp thẳng vào kính sau. Nhìn chung, tổng thể Tucson 2022 hầm hố và phong cách hơn đời cũ. Hyundai Tucson 2022 tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4630x1865x1695mm. So với đời cũ, Tucson 2022 dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài cơ sở xe ở mức 2755mm, tăng 85mm. Như vậy, xe thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài. Khoảng sáng gầm xe 181mm. Hyundai Tucson 2022 tiếp tục lắp ráp trong nước, cạnh tranh với Mazda CX-5 và Toyota Corolla Cross, thậm chí là Honda CR-V và Mitsubishi Outlander nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi. Hyundai Tucson 1.6 Turbo trang bị động cơ xăng tăng áp Smart Stream 1.6 lít TGDI, cho công suất 180 mã lực và mô men xoắn 265 N. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mâm xe bản này kích thước 19 inch. Nội thất nổi bật với cụm đồng hồ điện tử kích thước 10,3 inch và màn hình giải trí 10,25 inch. Hệ thống âm thanh 8 loa Bose. Một số trang bị đáng lưu ý khác như sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn viền nội thất. Xe có nội thất bọc da màu đen, riêng bản 1.6 Turbo bọc da màu nâu. Hyundai Tucson 1.6 Turbo đầy đủ lẫy chuyển số sau vô lăng. Làm mát trên sưởi hàng ghế trước, cảm biến áp suất lốp, camera toàn cảnh, cần số nút bấm và gói công nghệ an toàn Hyundai Smart Sense. Gói công nghệ an toàn Hyundai Smart Sense bao gồm 4 tính năng. Ga tự động thông minh, phòng tránh va chạm phía trước, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.